Hello mọi người và chào mừng mọi người đã quay lại với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ swatch 3 cái son của Maybelline mà mình thấy nhận được khá nhiều sự chú ý của mọi người. Và nhân tiện thì mình cũng sẽ so sánh chất son của các dòng cũ với dòng mới ra nhất Superstay Vinyl Ink. 3 màu trong video lần này sẽ lần lượt là Sensational Ultimate 1299, Fusion Matte CM17 và Vinyl Ink 120. Đầu tiên sẽ là màu 1299 More Spice. Bản này có thiết kế dạng stick bằng nhựa nhỏ gọn nặng 1.7g, cầm khá là nhẹ tay. Đây là cây son mình mua lại lần 2 bởi vì màu 1299 cũ của mình đã hết rồi. Dòng này có chất son dạng sáp mịn mượt, khi tô lên môi không bị rít, khá mỏng và nhẹ môi. Với chất son này thì độ che phủ sẽ ở mức vừa phải. Màu 1299 là màu nude đất có ánh cam hồng và đỏ, ánh cam là rõ nhất. Mình thấy màu này đẹp nhất khi tô lòng môi, kiểu màu MLBB tone đất tự nhiên hơi có ánh cam và hồng nhẹ. Tô đậm thì màu son sẽ trầm hơn, có thêm xíu ánh đỏ. Đây là một màu son không kén da, có thể dùng hàng ngày. Chất son cũng khá là dễ chịu khi để lâu. Tuy nhiên thì bạn này không có tint màu, nếu không ăn uống thì giữ màu được tầm 4 tiếng hơn. Còn ăn uống thì trôi sạch và không còn stain. Chất son dòng này khá tệp vào môi cho nên chỉ dây ra ở mức vừa phải thôi. Và nếu bạn nào thích dạng son thỏi nhỏ gọn, chất son mỏng nhẹ không khô môi thì nên chọn dòng son này. Tiếp đến là màu CM17 Chestnut on Point thuộc dòng Cushion Mace. Bản này có thiết kế hình trụ vuông vức với dung tích tận 6.4ml, cầm rất nặng tay. Do phần thân son trong suốt cho nên chúng ta sẽ nhìn được màu son bên trong. Mình biết màu này khá lâu rồi nhưng dạo đó liên tục cháy hàng và mình cũng lo là màu son lên môi sẽ bị ngã sang màu mắm tôm, cho nên đến bây giờ mình mới mua thử. May mắn là màu son lên môi mình chủ yếu là sắc nâu hồng, ánh hồng vừa không bị ngã tím. Tô lòng môi là màu hồng gỗ, còn phô môi thì màu nhiều nâu hơn, nhưng đều xinh và tự nhiên. Với mình thì màu này không cần phải make up tone tay đâu, bởi vì mình dùng màu này cho mặt mộc không hề bị dìm da. Chất son của bạn này là dạng kem nhung rất mịn mướt, có độ ẩm cao và rất mềm môi, finish che phủ tốt và có độ căng mỏng nhẹ. Tuy nhiên bạn này bị dây ra nhiều khi tiếp xúc khẩu trang hoặc ăn uống. Son chỉ giữ màu tầm 4 tiếng trở lại và không có tint. Mình cực kỳ ưng chất vào màu son của bạn này, cho nên đây vẫn là cây son mình thích nhất trong cả 3 cây. Cùng là màu 120 Punchy của dòng son mới nhất Superstay Vinyl Ink. Bản này có thiết kế hình trụ vuông không khác dòng Cushion Mace, tuy nhiên vỏ ngoài là nhựa bóng dễ bám vân tay và dung tích thì chỉ có 4.2ml thôi. Trước khi dùng son thì mọi người nhớ lắc đều khoảng 5 giây nha. Dòng này có chất son kem lỏng lên màu khá tốt, nó là dạng kem lì sẽ khô lại trên môi sau một vài phút đánh son nha. 120 là màu nude đất và với mình thì màu này khó dùng, làm da mình bị tái đi và hợp với các bạn thích phong cách tây hơn. Chất son này khá dễ tán khi tô một lớp, nhưng sau khi khô lại và apply thêm một lớp nữa thì chất son khá rít. Finish của bạn này hơi bóng nhẹ với điều kiện là không bặm môi nha. Cá nhân mình thì không thích chất son này, mặc dù không bị lem ra khi đeo khẩu trang hoặc uống nước nhưng để càng lâu thì môi càng khô lại và nặng môi. Chất son khi mình khép miệng lại hay bị dính dính, khi nói chuyện khá là kỳ. Mặc dù không có tint màu nhưng bạn này bám siêu chặt vào môi cho nên ăn uống rất ít bị phai, nhưng nếu lấy giấy ướt chùi kỹ thì son cũng không còn stain. Với mình thì son giữ màu tầm hơn 5 tiếng nhưng chắc chắn đây không phải là chất son hợp với môi mình. Vừa rồi là 3 màu son của Maybelline mình được yêu cầu review nhiều nhất. Nếu chấm điểm cả chất và màu son thì 1299 sẽ được 8.5, CM17 được 9.5 và 120 được 6.5 thôi. Và video đến đây thì hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye!